Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng chuyển sang một số thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị các bạn, trong ngày mùng 3 tháng 5 thì Bộ Y tế Thái Lan cho biết là số ca mắc mới và tử vong do dịch Covid-19 tại quốc gia này trong tuần qua đã tăng gần gấp đôi so với tuần trước đó. Dự kiến là số ca mắc mới và tử vong do Covid-19 tại quốc gia này sẽ còn tăng trong thời gian tới khi mà mùa mưa đã bắt đầu. Bộ Y tế Thái Lan cho biết từ ngày 23 tháng 4 cho đến ngày 29 tháng 4, nước này đã ghi nhận 1.811 ca nhiễm mới và 10 người tử vong do COVID-19, tăng gấp 2 lần so với tuần trước đó với 1.088 trường hợp mắc mới và 5 bệnh nhân tử vong. Bộ Y tế Thái Lan nhận định số ca mắc mới và tử vong do COVID-19 tại nước này sẽ còn tăng cao hơn nữa khi năm học mới và mùa mưa bắt đầu trong tháng này. Ngoài ra, số bệnh nhân COVID-19 phải nhập viện cũng sẽ gia tăng trong mùa mưa và dịch cúm mùa bùng phát. Theo Bộ Y tế Thái Lan, kể từ đầu năm đến hết ngày 29 tháng 4, Nước này ghi nhận gần 8.400 bệnh nhân mắc COVID-19 phải nhập viện điều trị, trong đó có 288 trường hợp tử vong. Trong khi đó, các chuyên gia tới Thái Lan nhận định virus SARS-CoV-2 đã trở thành một bệnh theo mùa và sẽ lây lan mạnh vào đầu mùa mưa khi các trường học bắt đầu năm học mới.